những lời. Ôi gớm quá, phải có ai đó vào cái đống này mới được. Dơ bẩn ở khắp mọi nơi, trong không khí và trên mặt đất, khói bụi khắp mọi chỗ, trong miệng bạn và trên tóc bạn. Nhưng bạn có thấy thế giới này không hề sạch? Người ta đánh răng một ngày hai lần, như vậy vẫn chưa đủ. Bạn có thấy những mầm bệnh ấy, mùi hôi từ đôi chân ẩm ướt khiến mình buồn nôn. Dơ bẩn ở khắp mọi nơi, trong không khí và trên mặt đất. Đây là ca J-pop nặng nhất mà tôi từng gặp đó. Nó có dễ lây nhiễm không? Dĩ nhiên là không rồi.